Công chúa Gogyo phản bội cha mình và đầu hàng sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói đó hả? Ta đã bị đuổi đi vì khiến cha mình phẫn nộ. Ngươi đã cắt đứt quan hệ và ta bị buộc phải xuất cung. Giờ ngươi còn kêu ta chết trên chiến trường. Ta không thể tuân theo mệnh lệnh đó. Ta chỉ muốn sống sót chứ không phải phản bội. Ta đã nghe tin đồn về ngươi. Họ nói công chúa Gogyo đã thành thân với một tên ngốc và bị đuổi ra khỏi cung. Hóa ra đó là hai ngươi. Ngươi vừa gọi ta là kẻ ngốc sao? Xin tướng quân hãy rủ lòng thương. Chuyện này không phải do ta quyết định. Ta sẽ đưa ngươi tới đại bản doanh. Ngươi có thể quỳ gối và cầu xin đại tướng. Ta cũng sẽ đi cùng. Một trong hai người phải ở lại. Chuẩn bị ngựa đi. Phải làm sao đây? Chuyện này không nằm trong kế hoạch. Không sao đâu. Chuyện này chỉ trì hoãn kế hoạch thôi. Tại sao lại không sao chứ? Muội sẽ một mình tới đại bản doanh của quân Bắc Châu đó. Ta có thể tự mình bảo vệ lấy bản thân. Gachin, ta sẽ quay trở về trước khi mặt trời lặn. Cho tới lúc đó thì huynh hãy thật cảnh giác và đợi ta. Nếu muội bị thương dù chỉ một chút thì ta sẽ nghiền nát bọn chúng. Huynh cũng nên cẩn thận đó. Đi. Người đừng quá lo lắng. Tỷ tỷ sẽ không dễ dàng đầu hàng khi chưa chiến đấu. Chắc hẳn tỷ ấy đang che giấu kế hoạch nào đó. Ta biết. Đó là lý do ta càng lo lắng hơn. Dạ. Pyongyang suốt thời gian qua chỉ đi con đường gập ghềnh và từ chối đi nơi dễ dàng. Nó rất quả quyết với quyết định của mình. Nhưng ta không biết lần này nó vẫn may mắn được hay không. Con tin vào tỷ tỷ. Ngay sau khi tỷ ấy phá được đội quân đánh thuê của Bắc Châu, người nên đánh vào đại bản doanh của chúng. Đương nhiên rồi, phải làm vậy chứ. Ta cần phải làm vậy. Huynh định làm gì? Ngươi đã kiểm tra nơi chúng đặt vũ khí của chúng ta chưa? Chúng đặt vũ khí trong xe chở đằng sau trại lính. Chúng ta sẽ hành động vào ban đêm sau khi Gachin quay lại. Ngươi đã nghe chuyện chưa? Nguy Banta sẽ giết hết bọn chúng đó. Thật sao? Nghe nói họ đã đưa nữ nhân kia đi để giết ả. Này, gặp rắc rối lớn rồi. Sao đệ lại làm loạn lên vậy? Có chuyện gì? Ta nghe thấy chúng nói chuyện bằng tiếng tờ kích. Chúng nói rằng Gachin sẽ không quay về. Chúng nói đại bản doanh sẽ giữ Gachin làm con tin. Và nếu không có tác dụng thì chúng sẽ giết cổ. Chúng cũng sẽ giết chúng ta ngay khi mặt trời mọc. Ngươi có chắc không? Đương nhiên rồi. Họ cũng không tin Gachin nói rằng sẽ đầu hàng đâu. Để có chắc là mình không nghe lầm không? Ta là người gốc thất mà. Chẳng lẽ ta lại không hiểu tiếng mẹ đẻ? Bởi vì đệ là dạng lóng ngóng mà. Tỷ nói cái gì? Này này, thôi đi. Nếu San nói đúng thì chúng ta không khác gì lũ chuột trong bẫy. Điều tệ hơn là chúng ta tự mình bước vào cái bẫy đó. Vậy thì chúng ta phải thoát khỏi bẫy thôi. Sau đó chúng ta cũng sẽ cứu Gachin. Chuyện gì vậy? Chết tiệt. Đang có chuyện gì? Hai người bị sao vậy? Dừng lại đi. Dừng lại. Sao vậy? Dừng lại. Này, dừng lại đi. Dừng lại. Sao vậy? Tránh ra. Mọi người bình tĩnh đi.
Không có gì đâu, bọn ta chỉ đang chơi đùa thôi. Đáng sợ quá, sao phải giơ mấy thứ này vào mặt bọn ta chứ? Bỏ ra, này. Bỏ ra gì chứ? Sống lên! Dan! Bắt lấy hắn. Dan, hãy đợi ta. Phụ thân, đội quân của chúng ta tới rồi. Hãy cố gắng trụ lại cho tới khi ta tới nơi. Có vẻ như trận chiến đã kết thúc. Ta đã tới muộn quá sao? Chắc hẳn lũ đánh thuê Bắc Châu đã kiệt sức rồi. Chúng ta hãy đi tiêu diệt chúng thôi.
Tỷ có sao không? San, San, tỉnh lại đi. Đồ ngốc, tỉnh lại đi. Đệ có sao không? Tỷ nói không thể sống thiếu đệ, có đúng không? Ta không thể sống thiếu đệ đâu, nên đừng chết. Không, tỉnh lại đi San. San, San à. Gachin, Dan, ta nhớ muội quá. Gachin, Quyên Ban ta đã chết rồi. Quyên Ban ta đã chết rồi. Hay lắm, Quyên Ban ta đã chết rồi. Chúng ta thắng rồi. Hay lắm, Quy Ban ta đã chết rồi. Tướng quân, người hãy ra lệnh đi. Đó là cờ của Goguryeo. Đó là cờ của tộc Sunno. Sao họ có thể? Dan à, Dan. Chúng ta thắng rồi. Ta đã chiến đấu gần chết đó. Phải đợi ta chứ, đồ ngốc này. Gachin, muội là Goguryeo của ta, đất nước của ta. Đa tạ huynh vì vẫn còn sống. Trung thành, trung thành. Quân thù sẽ băng qua sông. Quân tiếp diện đã đến chưa? Họ vừa hợp nhất với tộc Sunno. Tất cả là nhờ công chúa Biongang đã tiêu diệt quân đánh thuê của Bắc Châu. Giờ là lúc thể hiện lòng dũng cảm của đất nước ta. Hãy tiến quân mã tới bờ sông. Trung thành, trung thành. Thank you.
Tỷ tỷ, đã dậy chưa? Tỷ ơi, tỷ dậy chưa? Trời ơi, có chuyện gì vậy? Có một người vừa từ chiến trường trở về. Rồi sao nữa? Mau nói đi, ta chờ mệt quá. Chúng ta thắng rồi. Thắng hả? Phải, tộc Suno của chúng ta đã đại thắng rồi. Để tiếp tục chiến thắng đó, binh lính của Hoàng thượng đã đuổi lũ khốn Bắc Châu ra khỏi Gogyo rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Vậy thì Đan và công chúa của ta sao rồi? Họ không sao, không bị thương ở đâu hết. Trời ơi, đa tạ trời đất, đa tạ trời đất thần Phật, con đa tạ người. Ta đã sợ có chuyện gì xảy ra với trưởng làng, không có thời gian để khóc lóc đâu. Ta phải mau luộc mấy con gà mới được. Không, họ không về thẳng đây đâu, mà họ sẽ đi về kinh thành Biongang. Để làm gì? Còn làm gì nữa? Có công như vậy thì phải lĩnh thưởng chứ. Bệ hạ đã đích thân triệu tập cậu ấy đó. Bung Ghê. Dạ, con không cần đến Biongang đâu. Hãy đưa những đứa trẻ đó về quỷ cốc đi. Con biết rồi. Vất vả rồi. Tạm biệt. San không chỉ cứu chúng ta mà còn cứu cả đất nước này. Cậu ấy còn chẳng phải người Gogyo. Ta xin lỗi Jin. Xin lỗi. Công chúa Pyongyang và phò mã Ondan. Xin khấu kiến bệ hạ. Thần là On Hyop, tộc trưởng tộc Sunu đã thành công bảo vệ đất nước khỏi quân Silla. Ta tự hào về lòng dũng cảm của khanh. Tạ ơn bệ hạ. Thần tên vô danh tiểu tốt Ondan xin được khấu kiến bệ hạ. Bình thân. Bình thân đi. Con là con gái ta, còn con là con trai ta. Tất cả các khanh đều là quân lính, là bách tính của ta. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Xem xét công lao cao cả đối với chiến thắng của chúng ta, từ hôm nay trở đi, tộc Suno sẽ được khôi phục quay lại hội đồng năm tộc. Ngoài ra, xóa bỏ tội phản quốc, tài vật đất đai sẽ được chia đều. Xin tuân lệnh bệ hạ. Gochuga, đây là chuyện đã được quyết định rồi, chắc khanh không phản đối chứ. Bệ hạ đã ra quyết định rất sáng suốt. Nhờ có lòng trung thành và dũng cảm của các khanh, chúng ta đã vượt qua quốc nạn và chiến thắng quân thù. Tất cả bách tính Gogyo sẽ được ăn mừng và vui chơi. Hãy mở quốc khố đi. Dạ thưa bệ hạ.
Sao? Huynh không thoải mái hả? Không, chỉ hơi dài thôi. Huynh phải mau làm quen mới được. Từ giờ ngày nào cũng phải mặc đó. Hoàng tỷ, Thái tử, Điện hạ. Thái tử. Nghe nói Thái tử cũng xuất chinh. Ta rất tự hào về đệ. Phụ hoàng đã dẫn 50.000 binh lính. Tỷ không thể tưởng tượng được phụ hoàng uy nghiêm thế nào đâu. Đáng lẽ ra tỷ cũng phải nhìn thấy. Thái tử hãy quay về đi. Thái tử có việc cần làm mà. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi mặt trời lặn mà. Làm theo lời hoàng hậu đi. Đan và ta sẽ đến thăm đệ sau. Giờ bệ hạ đã công nhận công chúa và phò mã, nên cần phải tổ chức một hôn lễ chính thức. Phải để tất cả mọi người đều biết chứ. Ta rất đa tạ, nhưng ta sẽ từ chối. Chúng ta đã tổ chức hôn lễ và trao đổi tín vật cho nhau. Như vậy là được rồi. Tín vật hả? Đá quý nào vậy? Xem nào. Đẹp quá ha. Nếu như công chúa muốn như vậy, ta cũng không cưỡng ép. Từ ngày mai sẽ sửa chữa điện Magnolia. Vẫn còn nhiều việc cần làm trước khi hai người được ở đó đó. Điện Magnolia sao? Sau này chúng ta phải sống ở đó hả? Ta sẽ nói cho huynh sao. Nghe nói hoàng hậu đã hết lòng chăm sóc phụ hoàng khi người ốm nặng. Ta mang ơn người bao nhiêu cũng không đủ. Không cần nhắc đến chuyện đó đâu công chúa. Chức trách của hoàng hậu là chăm sóc đức vua mà. Người không cần mang ơn ta. Dạ. Đúng là hồng phước. Đó là nhờ sự giúp đỡ của một thầy bói giỏi mà bệ hạ đã tìm ra. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Cùng với việc Gachin hồi cung, hôm nay là ngày cuối ta đóng vai thầy bói rồi. Ta đã đợi hơn 10 năm để thực hiện một nhiệm vụ cao cả. Hôm nay là ngày lành. Trên đường trở về từ bình nguyên Pyeongsa, con đã nhận ra một việc. Cuộc chiến thật sự không bắt đầu từ Bắc Châu, mà là ở Pyeonggang, ngay giữa cung điện này. Công chúa Pyeonggang và con trai tướng quân Oh Ji-yeop không phải là đối thủ dễ chơi, mà dù có vậy thì con cũng sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Con sẽ... giao cả hai người họ cho cha làm chiến lợi phẩm. Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? Ngài từng cho ta xem bức chân dung này một lần, kêu ta tìm người phụ nữ trên đó. Vậy ngài tìm được cổ chưa? Ngài giành được cổ chưa? Có đốt tranh cũng không làm ngài bớt nhớ về cổ. Xin ngài đừng đau lòng. Nếu ngài bỏ cuộc tại đây, ngài sẽ gặm nhấm nỗi nhớ thiết tha mà nữ nhân này để lại cho đến hết đời. Tiểu thư Hê, ngươi sai rồi.
Trái tim ta vốn đã tan thành tro bụi, tàn tro đan kết và cứng lại khi chúng ta nói chuyện. Không có chuyện đó được. Cảm xúc của Ngài không thể ổn định dễ dàng như vậy. Tiểu thư Hê, người có biết ta không? Không. Nhưng ta hiểu trái tim ta, vì ta đã viết một bức thư bí mật cho Ngài, tướng quân Go. Ta biết nó chẳng có nghĩa lý gì. Ta nghe nói y thuật của ngươi đã cứu mạng ta. Ta cũng nghe nói thuật bói toán của ngươi cũng rất cao siêu. Đó là vinh hạnh của thần, thưa bệ hạ. Dù đã thắng trận, ta cũng không thể tận hưởng cảm giác chiến thắng. Dương triều này còn quá nhiều việc phải lo. Đó là lý do ta gọi ngươi vào cung. Độc vận mệnh của sự vụ một quốc gia khác khá nhiều so với độc tử vi của một người. Cho nên thần to gan xin người kêu người hầu lui hết ra ngoài, để lại mình người và thái tử trò chuyện cùng thần. Ta biết rồi. Giờ ngươi định làm gì? Thần sẽ xem dòng năng lượng trong cơ thể người và kiểm tra sự hòa hợp của nó với trời đất. Đầu óc và tâm trí phải thanh sạch thì mới xem được dòng năng lượng. Xin người hãy uống cái này. Thái tử, con đã từng ra chiến trường, vậy mà giờ lại sợ cái này sao? Phụ hoàng, con không sợ. Huynh vẫn không thích hả? Sao? Việc chúng ta đang sống cùng nhau trong cung đó. Muội nói gì vậy? Sao kẻ từng chui đút trong cái lều rách lại phàn nàn về việc sống trong cung chứ? Trưởng thôn nói ngày ấy sẽ được vào điện Hyeonggang. Bung Ghê cũng sẽ ở đó. Ta thích vậy, rất vui. Nhưng huynh đang lo cho mẹ. Huynh đừng quá lo lắng. Ta đảm bảo sẽ đưa bà về đây. Sao vậy? Chiến công của chúng ta và sự hồi phục của tộc Sunno, tất cả đều tuyệt vời. Nhưng ta vui vì một thứ khác. Đó là khi bệ hạ gọi ta là con trai và nói ta là phu quân của muội. Ta thích nghe điều đó nhất. Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi uống sâm độc không? Người ngươi sẽ cứng như đá, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo.
Nói cách khác là ta kêu ngươi xem ta xẻo thịt sống con trai ngươi từng phần một. Công chúa, không cần bữa tối đâu, người bỏ bữa tối cũng được. Nhũ mẫu, không cần lo đâu, thần sẽ chuẩn bị riêng bữa tối cho người. Ta định dùng bữa cùng cha và Won. Các ngài ấy đã đến điện thờ nên chắc không ăn đâu. Điện thờ? Dạ. Ngài ấy đến đó từ lúc hoàng hôn để bàn về vận mệnh quốc gia. Có một thầy bói rất giỏi đang đợi. Hoàng hậu Dân đã khen ngợi sông Hoa Đăng rất nhiều. Sông Hoa Đăng? Ta từng nghe cái tên đó rồi. Sông Hoa Đăng. Sông Hoa Đăng? Sông Hoa Đăng là ở đâu? Sông Hoa Đăng là ông ta. Ai là ông ta? Thủ lĩnh Trân Chu Bang.